Chào quý anh chị nhà đầu tư đang theo dõi video của kênh NoStock. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 thì em sẽ lại cùng anh chị view qua những cái diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Thì chúng ta đã có một cái tuần mà biến động thị trường nó là biến động rất là tiêu cực, với cái sự hoảng loạn là nó xuất hiện liên tục trong các phiên gần đây, cũng như là kèm với sự hoảng loạn đấy là các cổ phiếu giảm rất là mạnh đi, rồi có xuất hiện hiện tượng phọc sale. Đấy, phục sale vào cuối phiên nó khiến cho một loạt các cổ phiếu nằm sàn, đây và nhìn thấy cái VN 30 hôm nay giảm đến 50 điểm thì rất có khả năng sẽ là một cái giai đoạn mà VN 30 sẽ về thấp hơn VN Index. Đấy, thì trước cái năm 2020 ấy, trước khi năm 2020 thì VN 30 luôn thấp hơn Index, nhưng mà kể từ sau cái năm 2021, còn được cái sóng banh của năm 2021 ấy, nó khiến cho VN 30 nó tăng vượt cả VN Index luôn. Đấy, thì khả năng là sau cái cú giảm mạnh này thì rất có thể là VN 30 nó sẽ về thấp hơn VN Index, VN 30 thấp hơn Index. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là cái thống kê của chúng ta đến hôm nay, cái số mã nằm trên EMA 20, số mã còn duy trì được cái trạng thái tích cực, chỉ có một mã. Đấy, một mã nằm trên EMA 20, còn lại thì tất cả đều, hầu hết là các mã đều đã gãy chen rồi. Và với cái trạng thái thị trường như thế này và với cái thống kê này thì nếu như thị trường mà có một nhịp bật tăng trở lại thì nó sẽ chỉ là một cái nhịp hồi thôi, bởi vì tất cả cổ phiếu đều đang bị có trạng thái đang bị gãy chen, thì nó sẽ chỉ là cái trạng thái là giảm sâu vào phục hồi rồi. Thì giảm sâu phục hồi thì nó sẽ không thể tạo ra sóng và tạo ra xu hướng, tạo ra chen tăng được. Thì cái cửa mà index và thị trường chung ấy, nó bật hồi trở lại, nó sẽ chỉ là một cái sóng hồi mà rất là ngắn, nó không phải là sóng tăng, cho nên là sẽ khó mà hút được tiền lớn trở lại. Thì cái sóng hồi đấy là có thể nó sẽ, mình nghĩ rằng là với cái sự hoảng loạn như này thì cái sóng hồi này sẽ sớm diễn ra trong khoảng tầm vài phiên tới, trong vài phiên tới thôi. Thực ra thì giai đoạn này rất khó để nói là đâu là đáy, nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải kỳ vọng là thị trường cần một cái điều đấy là trước mắt phải là ngừng giảm đã, ngừng giảm để tạo ra một cái vùng cân bằng, chứ còn để mà nói là nó tạo ra một cái đáy và nó bật tăng trở lại luôn thì rất là khó. Nhưng trước mắt cần phải có một cái đáy ngắn hạn, trước mắt còn phải cần có một cái đáy ngắn hạn. Thì ở đây mình có một cái về đồ thị, về xu hướng của thị trường thì rõ ràng là chúng ta đem bỏ cái này ra, mình nói về cái tốc độ rơi đã. Tốc độ rơi thì index đã có một cái pha tăng tốc, đây mọi người nhìn thấy cái độ dốc này. Độ dốc của cái cú rơi này nó tăng rất là nhanh luôn. Đây. Và với cái tốc độ rơi nó tăng tốc như này thì mình nghĩ với cái tốc độ như này thì các cái trạng thái của cổ phiếu nó sẽ sớm rơi về những cái vùng giá rất là chiết khấu, rất là sâu. Thì vấn đề nằm ở chỗ là cái quan trọng nhất là cái dòng tiền lớn phải kích hoạt, và dòng tiền lớn phải cảm thấy là nó đủ rẻ để người ta sẵn sàng bỏ tiền ra và mua khi mà chiết khấu, thì lúc đấy thị trường mới có thể ngừng rơi được, thì hôm nay là một cái phiên giảm rất là mạnh, 4%. Trong cái nhịp rơi này thì chưa có phiên nào mà giảm 4% cả nhá. Trong cái nhịp rơi này chưa có phiên nào giảm 4%. Nhưng tức là phiên này là một cái phiên giảm rất là mạnh, và giảm mạnh nhất trong tất cả các phiên kể từ rơi từ tháng 7 đến nay. À, từ tháng đầu tháng 9 đến nay. Đây là phiên giảm mạnh nhất, nhưng mà cái khối lượng giao dịch của nó lại là cái khối lượng giao dịch không phải là quá lớn. Tức là nó thể hiện là cái lực bán thì rất là mạnh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái khối lượng bán ra ấy nó không phải là quá lớn, thì nó thể hiện là khả năng một cái lượng hàng lớn đã bị, cái lượng hàng sẵn, lượng cung sẵn có ấy, lượng hàng sẵn sàng bán ra ấy, nó cũng không còn nhiều. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là ở cái phiên này phiên 30 tháng 9 cũng như là phiên 29 tháng 9 là những cái phiên mà nó xuất hiện hiện tượng phục sell, tức là những cái người mà người ta, nhà đầu tư mà họ sử dụng margin quá đà và họ không chịu cắt lỗ ấy, mà để cho cái tỷ lệ margin nó, tỷ lệ tiền vay nợ
ở công ty chứng khoán nó lên cao quá thì các công ty chứng khoán sẽ buộc phải quản trị rủi ro, mà họ sẽ bán giải chấp để thu hồi tiền cho vay về, thì nó sẽ khiến cho các cổ phiếu bị bán for sale đấy. Thì tức là cái lượng hàng bị bán ra nó bị có thể gọi là một cái phiên, những cái phiên bán rũ hàng rất là mạnh. Thì cái phiên hôm nay là một cái phiên giảm mạnh với cái có xuất hiện hiện tượng for sale ở cuối phiên, nhưng cái khối lượng nó không quá lớn như cái phiên đằng trước. Thì kỳ vọng rằng là một hai phiên tới thì cái lượng hàng bị for sale nó sẽ for sạch, thì dẫn đến là cái thị trường nó sẽ tạo ra được một cái vùng vùng đáy ngắn hạn, tạm thời là ngừng giảm để có một cái pha phục hồi ngắn, để có một pha phục hồi ngắn đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn ở trong phương pháp VSA, phương pháp về phân tích vol ấy, thì nó sẽ có một cái quy luật nhân quả, nguyên nhân kết quả ấy. Thì ở đây nó đang là giảm mạnh nhưng mà khối lượng không đi kèm tương xứng, thì rất có thể là nó ở đây nó có một sự mâu thuẫn. Thì rất có thể là nếu như mà kịch bản đẹp thì ngày mai là nhảy một cái gap xuống, có áp lực bán for sale ở đầu phiên, rồi sau đấy là một cái pha phục hồi trong phiên, thì nó sẽ là khá là hợp lý và nó sẽ tạo một cái vùng cân bằng ở quanh đây đấy, tạo một cái vùng ở quanh cân bằng quanh đây. Trước mắt là ngừng giảm đã, trước mắt chúng ta chỉ kỳ vọng là ngừng giảm thôi đấy. Thế còn để mà phục hồi lên thì thật sự là khá là khó, bởi vì chúng ta nhìn thấy là sau khi xuyên thủng cái đáy vùng đáy cũ này, sau khi xuyên thủng cái vùng đáy cũ thì cái kháng cự của chúng ta sẽ nằm ngay ở đây luôn, là cái vùng 1140, 1140 đến 1160 là một cái vùng kháng cự luôn đấy. Thì nếu mà có phục hồi về đây thì tức là cái biên phục hồi của từ khoảng 1070 điểm này, nếu mà ngày mai nhảy gap xuống khoảng 10 điểm thì nó về luôn 1170 điểm, phục hồi lên đây là khoảng được 70 điểm. Tức là cái biên phục hồi nó không lớn, không đủ lớn để mà kích thích dòng tiền này. Thì nó sẽ chỉ là một cái, chúng ta xác định ở đây là nếu như có một cái sự ngừng giảm nó tạo ra một cái vùng cân bằng thì sẽ còn rất khó khăn để mà index có một cái sóng tăng đấy. Thì chúng ta xác định là nếu như cầm tiền ấy, thì vẫn cứ xác định đứng ngoài thôi, còn những ai mà đang kẹp hàng thì có thể tận dụng cái nhịp hồi này để mà cơ cấu tài khoản. Nếu như có xuất hiện nhịp hồi chúng ta sẽ tận dụng để cơ cấu tài khoản và hạ tỷ trọng đấy. Thế còn để mà nói là đáy ở đâu thì hay là nhịp giảm này nó kết thúc chưa thì thật sự là khá là khó. Thì ở đây chúng ta nếu mà đo theo Fibo ấy, ở đây Fibo chúng ta sẽ có vài cái mốc như này và cái mốc để tham khảo. Thì cái mốc đầu tiên là cái mốc 1100 này, 1100 thì hôm qua hôm 30 tháng 9 là thứ 6 tuần trước nó hit về cái mốc 127, Fibo 127 và nó bật ngược trở lại, tức là có phản ứng. Tuy nhiên là cái xu hướng, cái động lượng, cái đà rơi của thị trường nó quá là lớn thì nó xuyên thủng và cái mốc này luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái mốc tiếp theo là ở cái mốc 1050, là 168, Fibo 168 này đấy. Thì đấy là cái mốc mà có thể 30 điểm thì hoàn toàn có thể xảy ra thôi. Nếu mà trong một cái cú nhảy gap down xuống hoảng loạn và có áp lực bán dội theo thì việc hit 30 điểm sau phục hồi là chuyện bình thường ở cái giai đoạn này. Hôm nay chúng ta còn giảm đến 45 điểm mà, thì cái việc mà trong phiên nó hit 30 điểm sau này nó có sự phục hồi thì nó cũng là bình thường thôi, bởi vì cái đà rơi nó quá lớn, cái quán tính rơi nó quá lớn đấy. Và cái mặc dù là RSI, chỉ số RSI này nó cũng nó vào cái vùng quá bán lắm rồi, nhưng vấn đề là cái cầu nó không vào, cầu đỡ giá không vào, tiền lớn không vào, thì thị trường nó rất là yếu. Và cái như áp lực dành cho những người cầm hàng ấy, người ta càng bị áp lực và họ sẽ lúc nào chỉ chăm chăm bán ra thôi, thì cái việc khiến cho một cái đà rơi nó sẽ lớn như vậy đấy. Nhưng mà vấn đề chúng ta là như mình đã nói, thì với cái tốc độ rơi như này và với cái khối lượng như này thì chỉ khoảng một hai phiên tới là cái lượng hàng bị phọc sale là sẽ sạch sẽ luôn. Thì cái cửa mà có một cái pha dừng giảm và trước mắt là một cái pha hồi ngắn là hiện hữu trong tuần này nhé. Đấy, sẽ có một, mình dự đoán là sẽ có một cái pha phục hồi ngắn, thì
đấy là cái cơ hội để mà chúng ta cơ hội để mà những ai mà kẹp hàng để cơ cấu tài khoản. Thế còn thực sự là để mà bảo là đáy và tạo ra một cái chen, ví dụ như một cái chen tăng như này là chưa chưa mình chưa nhìn ra nhé, chưa nhìn ra đấy. Và chưa có cơ hội giải ngân đủ tốt, chưa có giải ngân đủ tốt. Thì ngoài ra thì mình đây tức là chúng ta sẽ cần trước mắt chúng ta sẽ cần tạo ra một cái vùng tái tích lũy, đây là cái view thị trường của mình trong tuần này. Thì cái kỳ vọng là trước mắt là chúng ta sẽ phải cần phải lấy lại cái vùng này 1140, 1160, tức là cái đáy cũ ấy, cái vùng đáy cũ ấy. Trước mắt là kỳ vọng là cần phải lấy lại cái vùng này. Và khi nào mà nó vượt qua vùng này và sideways ở trên vùng này để tích lũy, tái tích lũy, ví dụ như là nó có một cái nhịp tăng vượt lên như này. Sau đấy có cái nhịp backtest về đây và sideways ở đây một thời gian rồi đi lên ấy, thì nó sẽ giống như là một cái trong mô hình của Wickoff ấy, thì nó sẽ giống một cái pha spring ở đây luôn. Spring ở đây luôn. Thì nó sẽ là rất là tốt để tạo ra một cái chen tăng ở phía đằng sau này. Thì cái cú tăng này thì khả năng nó sẽ lên được đến 1400 đấy. Nhưng mà câu chuyện hơi hơi xa, thì chúng ta trước mắt là chúng ta cần phải có một cái pha dừng giảm và nó có những cái tín hiệu là cân bằng ở đây đã, có tín hiệu cân bằng ở đây đã đấy. Thì trên đây là cái view của mình về thị trường đó. Và chúng ta xác định là vẫn phải đứng ngoài thôi, ngoài thôi. Còn về ý tưởng đầu tư ấy, thì mình nghĩ là với cái phiên mà giảm sàn với cái số lượng mã sàn lớn như này đấy, và với cái tốc độ rơi như này ấy, thì cái cơ hội của chúng ta mở ra một cái cơ hội rất là lớn ở phía đằng trước, bởi vì tất cả cổ phiếu đều đang ở cái mức chiết khấu rất là mạnh, rất là sâu, rất là sâu. Thì rất nhiều cổ phiếu sẽ có khả năng là bị bán về dưới cái giá trị thực của doanh nghiệp, dưới giá trị thực của doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ phải đi tìm, đây là cái lúc mà chúng ta sẽ đi tìm và chờ đợi cái cơ hội đấy. Thì mình có viết, hôm nay mình vừa viết một cái bài về một cái idea đầu tư, một cái ý tưởng đầu tư ở trong cái giai đoạn này đấy. Những cái doanh nghiệp mà có cái tài sản tốt và có cái khoản tiền và tương đương tiền lớn ấy, ở trong một cái nền kinh tế mà nó đang bị siết chặt về chính sách tiền tệ đấy. Trong khi những cái doanh nghiệp khác thì đang tốn thêm chi phí để đi vay vốn, tốn thêm phải trả thêm lãi suất để cho những khoản vay của họ, thì những cái doanh nghiệp mà họ đang thừa có cái nguồn vốn dư dả thì là một cái lợi thế lớn để cho họ sống được qua cái cơn bão, chống lại được cái cơn bão của thị kinh tế, cũng như là một cái nguồn lực để giúp cho doanh nghiệp có thể là sớm phục hồi khi mà thị trường cái nền kinh tế nó ổn định trở lại. Thì đây là một cái ý tưởng đầu tư của mình trong cái giai đoạn tới, và mình sẽ bật mí dần những cái cổ phiếu mà nó đi theo ý tưởng này, nó đi theo ý tưởng này. Thì những cái cổ phiếu chúng ta chọn ngoài cái vấn đề là yếu tố cơ bản nó đi theo ý tưởng này đấy, một cái ý tưởng để mọi người tham khảo, ngoài yếu tố cơ bản thì chúng ta sẽ cần phải chọn thêm một cái yếu tố về vẫn phải theo đi theo thị trường đấy, yếu tố về kỹ thuật và nó phải có điểm mua rõ ràng nhé. Đấy. Chứ không lại chọn một cái doanh nghiệp mà có cái tiền mặt lớn nhưng mà đang cắm đầu, ví dụ như là đấy, con Đồng Phú này. Đồng Phú là một doanh nghiệp mà có cái lượng tiền mặt lớn nhưng mà cái trạng thái kỹ thuật của nó đang khá là xấu đấy, khá là xấu. Thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà thỏa cái cơ bản tốt cũng như là cái khả năng về tăng trưởng trong tương lai, không hẳn tăng trưởng mà là cái dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp nó vẫn đều đặn, nhưng mà cái trạng thái của cổ phiếu nó không được tốt thì cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhé, mà nó phải thỏa mãn cả về yếu tố doanh nghiệp cũng như là yếu tố về trạng thái của cổ phiếu đấy, chứ không phải là chỉ có mua theo cơ bản. Và thì
chúng ta vẫn vẫn âm vẫn lỗ như bình thường thôi. Đấy. Thì đấy là một cái ý tưởng đầu tư thôi, một ý tưởng đầu tư mà chúng ta vẫn phải chọn và phải chờ điểm mua nhé, chọn cổ phiếu nhưng phải chờ điểm mua. Đấy. Thì đây là một cái ý tưởng mà mọi người có thể tìm trên trang NoStock để đọc cái bài này của mình, để tham khảo cái ý tưởng này của mình. Thì mình cũng có giới thiệu qua một số cái thông số để phân tích làm sao để tìm được ra cái đấy, nó hệ số thanh toán, hệ số về khả năng thanh toán này. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Thì video hôm nay của mình nhận định sơ qua thì nó như vậy, nó vẫn chỉ là một cái trạng thái mà đang khá là tiêu cực thôi. Thì chúng ta sẽ chờ xem index nó tạo đáy, nó tạo một cái vùng cân bằng như nào. Thì kỳ vọng là trong khoảng 1-2 phiên tới thì nó sẽ có một cái vùng, có một sự phục hồi và tạo được một cái vùng cân bằng ở đây. Thì trước mắt là kỳ vọng là tạo được vùng cân bằng và hồi được về quanh cái ngưỡng 1.104x này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Anh chị nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh nhé.